3 tuổi này tự xông nhà năm 2024, gia chủ cực may, tiền vàng dùng dính cả đời có của ăn của đẻ. À, quý tiến chủ thân mến, nói chung cái việc sông đất sông nhà là một điều hết sức quan trọng vào cái dịp đầu năm mới. Và trong thời gian vừa qua thì Tử Thông cũng nhận được câu hỏi rất là hay của một bạn. Bạn hỏi rằng, à, thưa đạo sĩ Tử Thông, tôi biết cái việc chọn tuổi sông nhà là cái điều mang lại cái may mắn. Nhưng không phải ai cũng chọn được cho mình những cái tuổi tốt để sông nhà đạo sĩ biết không ngày tết mời người ta đến đã khó tại vì ai cũng có công việc riêng của mình hơn nữa lại còn chọn được những người hợp tuổi để sông nhà như đạo sĩ nói thì gần như là không thể vậy thì có cách nào để chúng ta tự sông nhà cho mình được không à, xin đạo sĩ chỉ cho tôi cùng mọi người được biết về những cái tuổi nào mà có thể tự sông nhà cho mình được hoặc là có cách nào để cho chúng ta tự sông nhà mà gặp được cái may mắn gặp được cái thành công hay là không à, quý vị thân mến nói chung ấy đúng như bạn nói là cái chuyện 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 mượn người sông nhà ấy, nó cực kỳ khó nó cũng khó thật không phải là gì tết ai cũng kiếm được cái người hợp tuổi ai cũng người được hợp mệnh vậy nên là gì cái việc tự sông nhà ấy là hầu như là mọi người đều tự mình làm tự mình làm và cũng nhờ con cháu trong nhà ra làm thường là như vậy đó. Nhưng mà quý vị có biết không Có một số tuổi tuyệt đối không được Sông nhà trong năm 2024 Không được tự sông nhà ấy. Có khả năng các bạn đi sông nhà cho người khác rất là tốt Để mang lại cái may mắn cho người ta Là lộc của người ta Nhưng mà mình tự sông nhà cho mình lại là một cái thảm họa đó Tại vì trong cái cục diện âm dương ngũ hành Nó có tương sinh tương khắc đúng không? Như cục diện là xung hình phá hại là tuyệt Như Tử Thông đã chia sẻ ở những video trước đấy Nếu quý vị nắm rõ được cái điều này Thì quý vị biết mình có nên sông nhà hay không À, thưa quý vị, nói chung ấy, cái việc sông đất trong nhà đầu năm mới không chỉ là một cái phong tục tập quán lâu đời mà nó còn là một cái nét đẹp văn hóa. Bởi vì người Việt Nam quan niệm rằng những cái ngày đầu tháng, những ngày đầu năm mà có được cái những người tốt vía, hợp tuổi, hợp mệnh, đó, mình gặp được thôi ở ngoài đường cũng đã đã là một cái điều may mắn rồi. Huống chi họ lại đến sông nhà nữa thì cái điều may mắn đó nó trở nên gấp bội, khiến cho cả năm được hanh thông thuận lợi, làm ăn thì tiền vàng cứ kéo vào ầm ầm đúng không ạ? gia chủ thì có của ăn của để đó nói chung ấy ở Việt Nam cũng như là các quốc gia phương Đông thì cái việc sông đất đầu năm nó xuất phát từ cái mong muốn một năm mới được an khang thịnh vượng vạn sự hanh thông và cái người được chọn sông đất sông nhà thì là phải là một cái người vui vẻ hay nói hay cười phải là cái người có tính hào phóng có cuộc sống hạnh phúc phải là những người tốt vía để có công 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 ăn việc làm ổn định bởi các cụ vẫn quan niệm rằng đấy, cái người xông đất chính là cái người mở ra cánh cửa để mang đến cái may mắn tài lộc trong suốt một năm đó cho cả gia đình. người mà gia chủ muốn tránh sông đất là những người mà có gì người khó khăn người kiệt sĩ hoặc là người nghèo nàn không có công ăn việc làm ổn định. À, bình thường ấy thì ở trong, trong cuộc sống bình thường thôi. Ấy, khi mà chúng ta đến nhà ai đó mà hoặc là gì một người nào đó mà mang tiếng xấu hoặc là nặng vía đến nhà chúng ta, mà chúng ta cũng lúc chúng ta xuất hành đi đâu thì cũng đã là kiên kỵ rồi đúng không ạ? huống chi là ngày tết đúng không? vậy nên là gì? cái ngày đầu năm ấy, những người như thế đến xung nhà thì theo phong tục tập quán là mang đến cái điều xui xẻo và vận hạn đến cho gia chủ. À, thế nên gia chủ rất sợ những người như vậy đến trong nhà. thì bên cạnh những cái người đó ra ấy, thì chúng ta cũng phải chọn những người có âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc tương hợp với mình, tương, tương sinh tương hợp với mình. Đó. có thể là tam hợp, có thể là lục hợp, Đấy. hoặc là ít nhất là chúng ta khi mà xông nhà thì cũng không phạm phải những điều bạo đại kỵ đúng không ạ? cũng như là các cục diện là gì? xung hình phá hại và tuyệt đó như vậy thì cái cuộc sông nhà nắm được trở nên thuận lợi và hanh thông hơn đó. vậy thì trong chương trình ngày hôm nay tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ba con giáp tốt lành mang lại cái may mắn tài lộc khi mà chúng ta tự sông nhà nhé, tự sông nhà thì quý vị biết đấy, trong năm 2024 thì có ba con giáp sông nhà tốt nhất Để được làm tuổi sông nhà tốt nhất tốt nhất trong năm đấy, thì đó là tuổi thân tuổi dậu và tuổi tý đúng không ạ nhưng mà ấy, những người tuổi dậu thì lại bị phạm cục diện tự hình đâm ra là ông dậu mà ông đi sông nhà cho cụ nào cũng được rất là tốt trừ ông mão nhé nhưng mà liên quan đến sông nhà cho mình thì lại là một cái thảm họa à, trừ những người tuổi tân dậu nhé trừ tân dậu ra đó. vậy thì những tuổi tốt lành nhất mà đến sông nhà được cắt lợi may mắn thì đó là những tuổi nào xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây thì chúng ta biết ấy, những người đầu tiên mà Tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi tỵ những gia chủ tuổi tỵ có thể tự xông nhà cho mình cũng mang lại cái may mắn mà lại cái cát lành à, như quý vị biết đấy những người tuổi tuổi tỵ thì là con giáp thứ sáu trong danh sách của 12 con giáp đúng không ạ một hai ba bốn năm sáu tí xỉu dần mã tuổi tỵ mặc dù trong một số nền văn hóa thì rắn mang cái ý nghĩa với cái hàm ý xấu xa nhưng mà hình ảnh con rắn trong văn hóa Việt Nam lại mang cái ý nghĩa may mắn hơn là cái biểu tượng của sự nhạy bén linh hoạt và có cái phần huyền bí trong cái tâm linh. Nói chung ấy, những người tuổi tỵ là những người điềm tĩnh, có tính cách vui nhộn và linh động hơn. Và nói chung họ có nhiều cái ham muốn, nhiều cái tham vọng trong công việc thì họ luôn tập trung cao độ và có chí tiến thủ thể hiện cái năng lực của bản thân mình. À, những người tuổi tỵ thì thích hợp với những công việc lao động trí óc đòi hỏi cái sự thông minh và cái sự suy luận logic và cái sự sáng tạo bên cạnh đó họ lại là những người khôn ngoan và kiên nhẫn biết cách quan sát và chờ đợi vậy nên những người tuổi tỵ rất kín đáo bình tĩnh bảo thủ và vô cùng bí ẩn à, vì thế mà đây là một cái con giáp cực kỳ may mắn mà chúng ta tự sông nhà cho chúng ta đó, những người tuổi tỵ nhé có thể tự sông nhà cho mình được à, thưa quý vị nói chung ấy đối với các mối quan hệ xung quanh thì những người tuổi tỵ thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất là cao trong các mối quan hệ thì tuổi tỵ luôn có cái sự hồ nghi và cảnh giác họ thích biểu đạt cái sự bất mãn bằng cái vẻ là chống đối lạnh lùng chứ không phải là mỉa mai cay nghiệt hay là cãi vã nặng lời à những người tuổi tỵ thì thích đánh cho kẻ địch một cái đoàn chí mạng rồi tiêu diệt đến tận gốc rễ đó nói chung ấy đã là những người tuổi tỵ rồi ấy, thì quý vị luôn là những người độc lập và khá là tự tin vào chính bản thân mình thường họ không quan tâm đến người khác nghĩ gì về họ họ có phong cách riêng biệt sống hào phóng và nhiệt huyết, nhiệt tình với mọi người. Một số cái nét tính cách tiêu biểu của những người tuổi tỵ đó là gì? gọn gàng, chính xác, ngăn nắp vậy? và có năng khiếu như là thông minh, sâu sắc, nhanh trí, giỏi giang, nhạy cảm hay là gì. Đôi khi có một chút ghen tuông. Họ là những người chủ động, nhanh nhẹn và thích phiêu lưu. À, thưa quý vị, các cụ nhà ta có nói gì? Nhân vô thập toàn, đúng không? ai cũng có ưu nhược điểm cả. Kể cả với những người tuổi tỵ cũng vậy. Nói chung ấy, họ là những người mà không kiên định với cái lập trường và cái không cái mục tiêu mình đề ra khi mà gặp khó khăn thì dễ chán nản và hay bỏ cuộc giữa chừng cái mặt trái trong cái tính cách linh hoạt của những người tuổi tỵ đó là gì làm việc không có nguyên tắc điều này có thể khiến cho những người tuổi tỵ mất đi cái sự tin tưởng đó và những người tuổi tỵ là chỗ người một con giáp nhớ lâu thủ dai nên họ sẽ rất gì có thể là gì có có thể nhẫn nhịn lâu để chờ thời cơ báo thù và trong năm 2024 nó giáp thìn thì những người tuổi tỵ là một chỗ con giáp mà cũng may mắn trong nhà tốt Vì cái vận khí của những người tuổi tỵ trong năm 2024 ấy Thì đây là cũng là một cái năm mà vận khí khá tốt Có nhiều cái bước đệm, có nhiều cái cuộc đột phá trong cái năm Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, Thì những gia chủ tuổi tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ dậu xỉu để trợ mệnh ngộ thân Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ nhé đó đó là con giáp may mắn có thể tự xông nhà cho mình đầu tiên tôi nói là tự xông nhà nhé quý vị nhớ nhé tự xông nhà khác mà là con giáp xông nhà khác đấy à, con giáp may mắn thứ hai mà có thể tự xông nhà cho mình được không ai khác đó chính là những những người tuổi tý à quý vị thân mến tuổi tý là hình tượng của con chuột đó con chuột là một trộm con giáp đứng đầu trong 12 con giáp à, Chuột là những cái con vật xuất hiện trên khắp nơi trên thế giới Nó có sức sống bền bỉ và được biết đến là những con vật thông minh, lanh lợi và gan dạ Những người sinh năm tí cũng vậy, cũng có chung cái đặc điểm này Họ là những người lạc quan vui vẻ và không bị suy sụp dù gặp bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào Và họ luôn đấu tranh cho cái cuộc sống của mình Đồng thời họ cũng rất nhạy cảm và có trực giác tốt Bên cạnh đó họ lại là những người mà có trí tưởng tượng phong phú nhưng họ không giỏi trong cái việc đưa ra quyết định một cách logic à, nhìn bên ngoài ấy, thì những người tuổi tý nói chung có vẻ là dè dặt kín đáo nhưng mà thực tế không phải như vậy họ dễ dàng bị chọc tức nhưng vẫn thì có thể là kiểm soát được cái tinh thần của mình à, tính cách này sẽ giúp họ rất nhiều đấy rất nhiều rất nhiều và họ sẽ có rất nhiều bạn bè à, những người tuổi tý thì cũng thường rất dễ gần đôi khi các bạn thấy họ hơi khó tính hay phàn nàn hay soi mói nhưng mà nhìn chung ấy họ là những người rất dễ kết bạn và các bạn cũng có thể thấy họ có thể là gì có nhiều bạn thân những người tuổi chuột thì trân trọng các mối quan hệ với bạn bè và với họ hàng đôi khi các bạn thấy họ quá gắn kết với cái cuộc đời mình với những người khác đó là bởi một khi họ đã thích ai thì họ khó mà có thể rời bỏ người ta được à, những người tuổi tý nói chung ấy là bản có bản năng tự nhiên là yêu đồng tiền một người sếp mà sinh vào năm tí sẽ rất chăm lo cho nhân viên Đấy. ông ấy sẽ luôn đảm bảo cho nhân viên của mình được tham gia đầy đủ các môn thể dục thể thao và có chế độ ăn uống cân bằng khi mà nhân viên của mình bị ốm hoặc là bị có vấn đề thì ông ấy sẽ đích thân đến thăm Đấy. À, nói chung ấy những người tuổi tí là những người mà coi trọng cấp dưới của mình à, thưa quý vị đối với những người tuổi tí ấy, thì đôi khi những người tuổi tí thì họ sống theo cộng đồng họ sẽ không bận tâm nếu như mà nhà có thêm miệng ăn Họ sẽ để bạn bè hoặc là người thân của mình ấy, sống trong nhà mình Nhưng mà họ cũng sẽ luôn tìm ra cái việc để cho người ta, người ta đi làm Và họ thậm chí có thể để ăn mày và những người khác để nhắc cùng làm việc với mình Đấy, Tìm ra việc để, để cho họ làm Những người tuổi chuột thì biết giữ bí mật Nhưng mà họ cũng thích tìm hiểu về cái bí mật của những người khác Họ có thể sử dụng cái thông tin đó như một cái vũ khí Và không thỏa mãn được cái chừng mực thì họ sẽ hạ gục được người ta họ là những người mà gì họ luôn tìm kiếm cái kẽ hở mà không hề bị nhụt chí nói theo cách khác thì họ không bao giờ từ bỏ cái cơ hội à, do những người như vậy thì thường tìm mọi cách để che giấu cái cảm xúc của mình nên khi tâm trạng thay đổi thì họ sẽ bị bối rối và không thể hiểu vì sao lại tức giận hay là gì hay là lo lắng nguyên nhân có thể là bởi những người tuổi chuột rất là năng động và và tháo vát họ sẽ gì giận dữ và bực mình bởi cái sự lừa nhát cũng như là cái sự phung phí của người khác nói chung ấy những người tuổi chuột thì muốn mang lại cái may mắn bình an cho mình quý vị luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là thân tí thìn để được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp tăng cường cái vận may giúp được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi và tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến Đó. À, tính cách của những người tuổi chuột ý, thì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó Họ quan tâm đến những cái tiểu tiết hay là phán xét người khác Hoặc là gì mà cả quá nhiều Họ thường mua những cái thứ mà không thực sự cần thiết Họ cũng sẽ dễ bị người khác lừa phỉnh Và họ gì trưng bày rất nhiều cái kỳ vật trong phòng Nói chung ấy Và đó có thể là gì? Là bởi cái nhu cầu tích chữ của cái loài chuột nó quen như vậy Mặc dù những người tuổi tí thích can thiệp vào cái việc của người khác Nhưng họ luôn có ý tốt Nói chung ấy Đây là những người có trí nhớ tốt họ thích đặt câu hỏi và có cái nhìn rất là sắc bén Người như vậy thì có thể hiểu rõ cái hầu hết mọi người và ghi nhớ mọi thứ xung quanh ở trong đầu mình à, Người khác sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên nếu như mà trở thành người bạn của những người tuổi chuột Đấy. Và họ cũng là một, người, một trong những người rất là xuất chúng Với những người tuổi tý mà xông nhà, tự xông nhà mình trong năm 2024 ấy, thì cũng là một điều cực kỳ tuyệt vời đó, họ là những người mà gì? có thể là thành công trong cái việc mọi việc bởi họ thông minh họ có thể vượt qua mọi khó khăn trở ngại và đối mặt với cái hiểm nguy mà không hề bị lo sợ chính từ cái đầu óc nhanh nhẹ thông minh cái nhìn sắc bén và cái sự hiểu biết sâu sắc về cuộc đời nên là gì những thất bại trong cuộc đời chỉ làm thêm cho những người tuổi tý được dạng dỡ được lớn lên và khác thường hơn những người khác không phải lo lắng về cái sự an toàn của những người tuổi tý Trước khi làm một cái phi vụ nào đấy thì họ luôn chừa cho mình một cái đường thoát vào cái thời điểm mà những điều không ngờ đến xảy ra, họ có thể vượt qua rắc rối tức thì. Bản năng tự vệ chiếm một cái vị trí quan trọng trong con tim của những người tuổi tí. À, nhìn chung ấy, các kế hoạch của những người tuổi tí thì họ luôn có ít rủi ro. Vì vậy, nếu như mà các bạn muốn trách hay là gì, muốn khuyên những người tuổi tí ấy, thì quý vị cũng cần phải xem xét. Một cái điều cản trở duy nhất của những người tuổi tí trên con đường công danh sự nghiệp của mình ấy, chính là cái tham vọng điên cuồng. Họ muốn làm quá nhiều thứ cùng một lúc, vì vậy họ tiêu hao cái năng lượng của mình. Nếu như mà họ có thể phát huy được cái điểm mạnh để tránh đi cái nhược điểm ấy, thì họ có thể rất là thành công. Mặc dù người tuổi tí có thể lường trước được những cái hiểm nguy, nhưng cái sự đam mê về các món hời có thể là khiến cho họ đưa ra thậm chí là những cái nhận định sai lầm và thậm chí bị rơi vào bẫy của kẻ xấu. À, nếu họ có thể vượt qua được cái lòng tham của mình và kiềm chế hơn trong cái cuộc sống ấy thì cái cuộc sống của họ sẽ được thuận buồm xuôi gió, đúng không? Làm thì có của ăn của để Nhưng trước khi họ nhận ra được cái lòng tham sẽ gây hại nhiều hơn là có lợi, họ có thể sẽ dễ hứng chịu ít nhất một cái thảm họa là mất đi một khoản tiền lớn. Nhưng họ sẽ không bao giờ bị khánh kiệt bởi họ luôn có cách xoay sở thoát ra khỏi cái tình trạng khốn, khốn, khốn khổ đó. Vậy nên những người tuổi Tý là những người mà chúng ta nên để Cũng nên có thể tự xông nhà cho mình được Nếu mà trong trường hợp quý vị ngại mượn tuổi khác xông nhà à, Thưa quý vị Trong số 12 con giáp ấy, thì những người tuổi Tý là những người đa sầu đa cảm Vì thế họ không chỉ gắn kết gắn bó với con cái Mà gì Nói chung ấy, những người tuổi Tý cũng sẽ rất quan tâm đến mọi người Tin tưởng và bỏ qua những cái lỗi lầm à, Vậy nên năm 2024 thì đây là một cái con giáp mà may mắn có thể đến sông nhà mang lại nhiều cái điều tốt lành nhất đó đó là con giáp may mắn thứ hai có thể tự mình sông nhà được à, tiếp theo con giáp thứ ba mà có thể tự mình sông nhà được trong năm 2024 ấy, thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi dần à, thưa quý vị những người tuổi dần vốn là những người có tài trí hơn người đấy nhưng các bạn cũng sẽ là một chỗ con giáp gặp cái vận may vận khí cực tốt trong năm 2024 là giáp thìn đó. Được cục diện tam hội là dần bão thì nó hỗ trợ nên là đây cũng là một cái năm mà những người tuổi tuổi dần ấy, có những cái bước đột phá mới cho công việc. Đấy. Nói chung ấy, quý vị biết ý, cái những người tuổi dần trong hệ thống 12 con giáp thì nó đứng vị trí số 3 đâu, 1 2 3, tí xỉu dần. Đấy. Những người sinh vào năm dần thì nói chung ấy nó sẽ mang những cái đặc điểm tính cách liên quan đến đứa con hồ à, tuy biết rằng những người tuổi dần thường sở hữu cái tư duy nhanh nhẹn hơn so với những người khác. À, nhưng các bạn có biết là cái yếu tố nào trong cái tính cách của họ giúp họ tận dụng được cái năng lực và đạt được nhiều cái thành công trong thời gian này không? Đó. À, Thứ nhất ý, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ý, thì những người tuổi dần trong năm 2024 ý, họ là những người cực kỳ dũng cảm và độc lập. Đó. Cái vận khí của họ nó cũng đang đi lên và chính nhờ cái tính dũng cảm và độc lập thì những người tuổi dần có thể nắm bắt được nhiều cái cơ hội. Đấy. À, những người tuổi dần nói chung ý, thì thường mang trong mình một cái tinh thần độc lập cao và mơ ước mong to lớn họ biết đến cái sự dũng cảm và sẵn sàng đối mặt với cái thử thách, à, cái lòng dũng cảm mạnh mẽ đưa những người tuổi dần đến nhiều cái chân trời mới, thậm chí là họ sẵn sàng rời bỏ quê hương đến một nơi phồn hoa đô hội để có thể mưu cầu cái sự nghiệp và phát triển cái cuộc sống được tốt hơn. dù có khó khăn cản bước thì họ cũng tự tin và tin tưởng mạnh mẽ vào cái khả năng của chính mình. những người tuổi dần thì không thích nhờ vả, họ ưa cái cuộc sống độc lập và theo cái chính kiến của riêng mình. Họ tin rằng bản thân mình có thể làm nên chuyện Bằng cái năng lực và cái sự miệt mài trao dồi trong suốt những năm tháng tuổi trẻ à, Chính cái sự tự tin này sẽ giúp cho những người tuổi dần vượt qua được nhiều cái trông gai trong cái cuộc sống Và đạt được những cái mục tiêu mà mình đã định Đặc biệt là trong năm 2024 sắp tới đây à, Có thể nói rằng những người mà sinh năm dần ấy Thì trân trọng cái sự độc lập của bản thân Và họ tự hào về cái điều đó Họ thích tự đưa ra những quyết định của mình Mà không sợ đi ngược lại với cái quy chuẩn Nói chung ấy, những người tuổi dần Thì là những người rất nóng lòng Mong muốn đi theo cái con đường riêng Để phát huy cái nội lực của bản thân Nếu chẳng may mà gặp phải những cái chuyện không như ý Thì những người tuổi dần vẫn giữ được cái sự tự tin Và không nản trí Một khi mà họ đã đưa ra cái quyết định Thì họ sẽ kiên định và theo đuổi Không bao giờ chịu lùi bước à, Tuổi dần là những người luôn tràn trẻ cái dũng khí luôn vượt qua các cửa ải khó khăn với cái nụ cười trên môi thì đó cũng là cái điều truyền cảm hứng cho những người khác rất nhiều trong cuộc sống cũng như là trong công việc à, mặc dù độc lập nhưng mà họ cũng là những người trung thành và sẵn sàng bảo vệ những người quan trọng họ quý trọng cái mối quan hệ và sẵn sàng ủng hộ những người thân yêu trong cái thời điểm mà mà cần thiết một cái điều thứ hai mà tạo nên cái thành công của những người tuổi dần mà khiến cho quý vị và các bạn có thể tự chọn nhé những người tuổi dần có thể tự chọn mình làm tuổi sống rất được đó là cái sự thông minh và cái sự nhiệt huyết à, những người tuổi dần thì thường để lại cái ấn tượng bằng cách là họ luôn đối diện với những cái khó khăn một cách mạnh mẽ và vẫn gặt hái được những cái thành công cái điều này không chỉ dựa vào cái dũng cảm và và cái sự tự tin mà còn dựa vào cái sự thông minh và cái sự nhiệt huyết của họ à, tuy nhiên đừng cho rằng những người tuổi dần luôn mạnh mẽ và kiên định như biểu tượng con hổ họ thực sự rất là ôn hòa giống như cái sự hiền lành của loài mèo Bên ngoài thì họ có vẻ dịu dàng Nhưng bên trong ấy, thì họ lại suy nghĩ chiến lược và nhiều cái mục tiêu khác Nếu mà các bạn thấy có một người tuổi dần Trông yếu đuối, hiền lành và dễ bắt nạt Thì thường họ đang tỏ ra như vậy Để đánh lừa người khác Khiến cho đối thủ bị mất cảnh giác à, Tuy nhiên, cái đáng lưu ý rằng Những người tuổi dần có nội lực mạnh mẽ Họ đổ đầy cái sự nhiệt huyết vào trong cái cuộc sống và khát khao phát triển cái bản thân nhiều hơn. Chạm đến được những cái thành công ngày mai cực kỳ tươi sáng Chính vì vậy mà họ nổi tiếng là đam mê, mãnh liệt và tận tâm đối với các mục tiêu của mình Một khi mà họ đã đặt ra cái mục tiêu ấy, thì trái tim và cái tâm hồn của họ, tinh thần của họ đều hướng và một mực để hoàn thành cái mục tiêu đó Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho những người tuổi dần để trong năm 2024 ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân đó. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. À, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó là những người tuổi dần. À, thưa quý vị, thì ngoài tuổi dần ra thì chúng ta vẫn còn một con giáp nữa cũng may mắn không kém mà có thể lựa chọn làm một cái tuổi sông nhà đó chính là những người tuổi thân. Đó, những người tuổi thân. Thì quý vị đã biết ý, những người tuổi thân trong năm 2024 cũng là một trong những con giáp cực kỳ may mắn được cục diện tam hợp thân tí thìn nó tương trợ giúp đỡ mặc dù là con giáp bị phạm tam tai nhưng mà cái tam tai của năm nay nó cũng yếu rồi, nó gần hết rồi và đây là cái là cái năm cuối. Vậy nên quý vị vẫn có thể tự xông nhà được, Đó. và nó cũng sẽ đem lại cái may mắn, cắt lợi cho những người tuổi tuổi thân khi mà tự mình đến xông nhà cho mình. Đặc biệt là những ông canh thân, canh thân, tốt nhất là canh thân. Nói chung ý, những người tuổi thân thì được cho là nổi bật với cái tài trí và cái sự khéo léo, cái sự linh hoạt rồi giao tiếp. Ờ, những người tuổi thân là cầm tinh con khỉ, mà quý vị biết ấy, khỉ là một cái loài vật thông minh, khéo léo, nhanh nhẹn. Trong công việc và trong đời sống thì những người tuổi thân sở hữu cái nhiều cái tài lẻ bẩm sinh, nên là có thể gặt hái được cái thành công trong nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Trí thông minh, sự linh hoạt và khả năng tập trung cao độ giúp họ học một biết 10 và luôn tạo ra những cái cách làm mới hay ho. Bất kể là trong ngành nghề gì đi chăng nữa, chỉ cần những người tuổi thân muốn là có thể tự họ làm được nói chung ấy cái sự thành công của những người tuổi thân nó cũng sẽ mang lại cái may mắn trong năm 2024 chính vì vậy mà đây là một trong con giáp có thể tự sông nhà mình mà cũng đi sông nhà cho người khác cũng rất là tốt rất là tốt tuổi thân có tính cách cởi mở dễ hoạt động và hào phóng sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ mọi người nên có nhiều bạn bè có nhiều đồng nghiệp quý quý họ có khả năng nắm bắt tâm lý của người khác nên là ứng xử rất là tinh tế luôn mang lại cái niềm vui cho mọi người những người tuổi này thì rất kiên định và với cái ý tưởng của bản thân, hiểu rõ cái ưu và cái nhược điểm của mình để tìm cách phát huy một cách tốt nhất. Vừa thông minh, lém lỉnh lại còn ham học hỏi, nên những người tuổi thân thường trưởng thành hơn, đó, trưởng thành sớm và đạt được những thành công khi mà còn trẻ. Trong vấn đề tình cảm thì những người tuổi thân lại quyến rũ, hấp dẫn những người khác bằng cái sự hoàn hảo trong công việc. Họ rất trân trọng cái tình cảm, nhạy cảm với những cái thay đổi nhỏ của đối phương. Là người thông minh họ biết cách giữ cái hòa khí và giải quyết êm đẹp khi mà chẳng may các mối quan hệ nó phát sinh mâu thuẫn ngoài cái ưu điểm ấy, thì những người tuổi thân cũng có một số cái nhược điểm nói chung đấy nhân vô tập toàn các cụ đã rồi ai thì cũng có gì có cái nhược điểm và ưu điểm và thôi đó ờ, vì vậy mà gì họ là những người mà được biết đến là những người có gì khá là tự tin tự, tự tin một cách thái quá đấy. hoặc là gì những người khôn lỏi đôi khi ấy, khiến cho người khác phải mất lòng đó. nhưng mà bên cạnh đó về so với cái điểm tốt của những người tuổi thân ấy, thì đây cũng là một trong những con giáp cực kỳ may mắn mà quý vị chọn làm tuổi tự xông nhà mình trong năm 2024. À, thưa quý vị như vậy là gì tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tuổi tốt lành nhất mà quý vị có thể tự xông nhà trong năm 2024. thì trong năm 2024 nó giáp thìn chúng ta có bốn con giáp có thể tự xông nhà mình được nhá tự xông nhà được mang lại may mắn. thì con giáp đầu tiên đó là những người tuổi tỵ thứ hai là tuổi tý thứ ba tuổi dần và thứ 4 tuổi thân trong bốn con giáp này thì có hai tuổi tốt nhất tự xông nhà mình thì tài lộc cứ ùn ùn kéo đến đấy đó là tuổi giáp dần sinh năm 1974 thì những người tuổi giáp dần mà chọn tuổi giáp dần đến trong nhà thì cũng cực tốt mà lại chọn được những người tuổi nhâm dần nữa thì lại thì lại tốt hơn đó thứ hai là gì những người tuổi thân thì có tuổi canh thân canh thân tuổi canh thân thì canh lấy lộc tại thân đúng không? thì những người tuổi canh thân mà lại tự xông nhà cho mình nữa thì cái lộc lá nó đến gấp 5 gấp 10 lần đó. vậy nên là gì đây là hai cái con giáp mà may mắn nhất trong số thì bốn con giáp này khi mà chọn làm tuổi sông nhà tự mình sông nhà cho mình Đó. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hy vọng à, với cái chia sẻ của tử thông ấy, thì quý vị cũng biết mình có thể tự sông nhà được hay không và có những cái điều kiên kỹ gì khi sông nhà Đấy. rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn